À, với người ta cũng có gia đình rồi, người ta có gia đình, người ta yên ổn rồi. Anh ở bên đó anh cứ phá người ta như vậy thì anh là người không tốt anh Long. Phá vậy Em đó cứ nói lớn lên mà đi. Tại em vì giờ nghĩ tụi nó không. ông nó phá vậy chứ nó không muốn cho cộng cộng đồng mạng cho tiền mà vẫn mua sữa uống. Em Bây giờ rồi em rồi mời anh rồi Long đi em nhậu. với Long là có sự xích mích gì không? Hỏi thiệt. Em với Long á là em với chồng cũ của em có sự xích mích gì không? Ấy là cãi nhau hay là xích mích gì để cho người ta ghen ăn tức ở về với em hay không? Đó thì cũng có xung mất, cũng có cãi lộn với nhau. Xin quay lại hoài không được. Bởi vì em cũng có khi cãi lộn Ai xin lại quay lại của anh? Thằng Long nó gọi điện nó năn nỉ vợ em quay lại và À. cũng có nhờ mọi người đó kêu năn nỉ vợ em, À. người chính là cô ruột của nó luôn, còn nói mất thì đừng có tìm chứ đâu phải đâu ai đâu xa ở đó mà làm phá Rồi, ra. lời Long cứ chia sẻ tiếp đi Long. Nãy giờ có ai mà có số hai chồng không có ai có số của Long luôn. Em có nhưng mà gọi không bắt máy. À, không bắt máy. Không bao giờ dám bắt máy. Bây giờ Loan nói gì với anh Long đi Loan. Để tao tao chỉ. Em nói gì với anh Long, nói gì cho nó lớn chứ cho nó nghe được không? Em chỉ mong cầu cầu Long mới đừng có phá nữa thôi. Nói to lên cho quay anh quay trong video này mai cho người anh thấy nè, ý là em cầu mong á anh Long đừng có phá nữa, phá hoài à đó, chỉ cầu mong nhớ đừng phá phá nữa. Ừ, nói ra nói hoài chuyện này chuyện diễn nó chiến biển nó cứ dài dòng hoài em cũng mệt mỏi. Con người tốt thì đâu có nhậu xỉn như phá người này người phá người kia đâu đến vợ. Thì đó anh Long cũng quýnh cô quýnh em vì lấy vợ với em, tại vì lúc đó mà anh Long á thì đòi mượn cái gì tiếp ở bên cái bên nhà em tiếp tiếp á gì tiếp á hả? mượn tiền cái bên nhà em đó là 10 triệu, cái nghe nó mẹ mượn tiền nhà nước 20 triệu rồi mượn mẹ em 10 triệu mà không có, mới về quậy hai mẹ con em là mẹ em với con ở với em á, là nói đó là đưa 10 triệu cho nó mua xe, mẹ mới nói trời tao mượn được có 5 triệu mà ở đâu ra 10 triệu nó, rồi xong rồi mấy quậy cái quay lại hỏi em á, là có nói với gì tiếc là cái gì không, em mới nói mày không tin đó mày đi hỏi gì tiếc tao có nói gì không, gì tiếc cho mày mượn không cho quyền của bả đúng không anh, nó thì quyền của bả thôi chứ mất mới tới em, cái vợ lấy dao chứ sắp với chém em Nhưng thì mà không gì gì tiếc là cái gì vậy? dạ Gì tiếc là cái gì vậy? vì tiếc là cũng như ở sớm vậy nè, À. cũng như là hứa là cho nó mượn 10 triệu để mua xe đó, rồi xong rồi em mới nói là cái gì tiếc nghĩ lại rồi tiếc không cho nó mượn, rồi em cũng đâu nói gì tiếc cái gì đâu không tin á, cái nó đỡ hờ mẹ em á là nói gì tiếc này kia không cho nó mượn, bởi vậy tiếc nói còn số tiền đó là tao mua đất hết trơn rồi đó, em mới nói ừ thì bà tiếc mới nói vậy vậy thôi không có tiền mượn không cho mượn thì thôi chứ giờ nói sao trời, thì nó về nó quậy em lấy dao nó dí em mới chạy lên công an chở nó trên phường á, nó kiếm em lục hết trơn luôn, cái em mới chạy lên kêu công an xuống, là nó lúc đó là nó cũng xô mẹ em vô trong cái cửa này nè nó xô vậy, em cũng vô bệnh viện nè, mẹ em cũng vô bệnh viện luôn. Nghĩa là xô xô mẹ ruột em đập đầu vô tường nhập Dạ. viện luôn à. Còn giờ bây giờ nó tìm cách nó chọc nó phản thì nó đâm nó thọc rồi hả? Thì bây giờ em chỉ còn mong anh Long á xuống xuống đi rồi hả đừng có quậy nữa để cho hai bên yên tĩnh đi Đúng mà con người trời. tốt thì đâu có ai mà để nói tầm đi tầm được hùng để người ta chửi vợ vợ cũ mình để mất danh dự vợ cũ mình. Mày là đâu phải là thằng đàn ông tốt đâu, thằng
thằng tàu gì. Nó không phải là hàng không tốt, thằng tàu gì chứ làm gì được nhau. Đứa nào hàng không tốt thì đâu có bây giờ đánh vợ đánh con. Em cũng còn mong là các cộng đồng mạng đó là cũng giúp đỡ cho con, hai đứa con em còn nhỏ quá, cũng xin mua sữa mua tã, còn hai dòng em không có cần vấn đề đó. Chung bây giờ em cũng về rồi, hãy cố gắng ở nhà để mà chăm lo cho hai bé, để cho Vũ Anh đi làm để mà kiếm tiền. Thì Vũ bà của chúng chị á, thì thương hai bé thôi, xem còn cảnh và thương hai bé và giúp được phần nào đó là giúp, nhưng mà mình cũng phải cố gắng mình để mà mình làm để mình nuôi cho bé, đúng không em? Cho nên là bây giờ cái câu chuyện mà giữa em với Long là chồng cũ của em á, thì Long lên trên mạng mà nói về em bôi nhọ cái danh dự của em, thật sự đó là cái câu chuyện nó thật sự không có, đúng không? Em phải xác nhận cái câu chuyện mà Long lên mạng nói như vậy. Nếu chắc chắn không có, tao sẽ cho nó đi tù đó, mình sẽ giải quyết cho nó một lần nó xong. Trời ơi, tay ông 7 giờ là phải chiếm sống luôn á. Không có sẽ kiện cho nó đi tù. Cái sự việc của hai vợ chồng là đang thu hút rất là nhiều sự chú ý của cư dân mạng, cộng đồng mạng này. Nhiều mọi người mở trời thì lát nữa thí dụ, lát nữa bây giờ cũng có bà ngoại ở nội nào đó. Mà là bà nói mình cũng vỗ tay, mình đâu có thấy đâu. Bây giờ mình không thấy, không có thấy. Cô lát đang xem thì mọi người để lại cái bình luận cho mọi người. Nghĩa là Long là chồng cũ em là ghét Vũ Anh chứ đó thì đó là chồng cũ em, chồng lớn đó. Tôi bây giờ vậy đi, nói chung là Long với lại chồng lớn không lẽ tao chồng nhỏ. Rồi bây giờ vậy nè, nói chung là em gái á là coi như là hiện tại là giờ qua cái thông tin này là người chồng nào bỏ thì mình đã bỏ rồi, đúng không? Yeah. Bây giờ trong cái chuyện gia đình á thì nó có rất là nhiều cái chuyện mà nói chung là nó cũng không hay. Nói chung là nếu mà làm lùm xùm quá nó cũng không hay. Thứ nhất là ảnh hưởng tới con nhỏ. Dạ. Nói chung là ai để coi như là mình dứt rồi thì mình dứt luôn. Dạ. Còn mọi chuyện sau tới thì giờ hai vợ chồng nó có sum họp rồi. Có cũng về chung với con rồi. Thì giờ quan trọng là mình biết là mình suy nghĩ tới hai đứa con thôi. Ok không? Thì anh em có những lời nào muốn chia sẻ thì anh em mình chia sẻ, những chuyện quá khứ mình có thể bỏ qua. Chứ bây giờ biết sao chuyện thì riêng anh thì anh không khuyên là Vũ Anh thì cũng nên bình tĩnh để mà mình đùm bọc vợ con chứ mình. Vợ con mình là trên hết chứ mình phải đùm bọc. Dù ai có nói xấu lên vợ con mình cũng phải bênh vợ con mình. Chứ mình đừng có nói là vợ mình không tốt rồi để họ nói xấu như này. Cái đó là mình không đúng nha Vũ Anh. Em chưa nói gì hết nha mọi người. Em em tưởng là vợ em quay về xâm hợp là còn như anh em mình kết thúc câu chuyện ở đây. Em cũng tính là quay cái clip cảm ơn những các anh YouTube đã giúp đỡ em và đã giúp em tìm được vợ em. Chưa kịp làm cái clip đó thì đã đến thằng khốn nạn để làm vậy rồi. Có người em rất là hiền đàng hoàng, tuy em có xăm người vậy nhưng mà em rất là đàng hoàng, chưa bao giờ chọc ghẹo đến ai. Nhưng mà ngày hôm nay nó đụng chạm tới vợ em vậy, cái máu em cũng điên mà. Cái đó thì đụng ai đụng chạm tới vợ thì ai cũng bức xúc. Đó là gia đình của mình mà, mình là đàn ông mình phải bảo vệ gia đình mình, cái chuyện đó là rất là tốt. Bây giờ em cũng nói cho mấy anh đi về, bây giờ thôi chuyện gì ấy, thì cũng nó thì nó ghét mình thì nó nói như vậy. Rồi ví dụ người hại không chết, trời hại mới chết, đúng không anh? Rồi bây giờ nó ghét mình vậy thôi đi, anh nói vậy kệ đi, thích thì qua đi đối chất. Bây giờ kệ nó đi, giờ nó chứ yêu cầu qua đối chất luôn. Bây giờ nó ví dụ mà làm nó lùm xùm xùm đó một hồi nữa, cái cũng có hai nguồn đánh lộn. Tao cũng yêu cầu nó qua đối chất luôn, đánh lộn rồi lúc đó ngọt bên thắng bên bại. Mày ngại cái gì mày không sợ ra đối chất? Ủa em có ngại gì? Kêu cậu ra đối chức chứ không phải là lùm xùm gì hết đâu.
Vậy thì khi mà Lo nghe được cái thông tin đó, cảm giác Lo như thế nào Lo? Hả? Cảm giác em khi như thế nào khi mình xem được cái clip đó? Em xem được cái clip đó thì cảm giác em thì em nghe nó nói vậy thì mình cũng thấy buồn này kia thôi, chứ giờ biết làm sao giờ. Nó đưa giao thông rồi thôi, nói gì giờ. Thế giờ em cũng kêu nó bỏ cái vụ nó đi. Vậy hả? Để cho yên bình đi. Cứ nó làm lên giống như bữa anh thấy nó có giấy, cái giấy gì mà để nó chụp nó gỡ qua giấy chứng thương đó. Bữa nó cũng cái giấy đó đó nó, cái mấy anh kêu chụp gỡ qua đó mà nó đâu chụp đâu. Nói rồi đó, nói em đánh vợ chứng thương có giấy đó. Nó nuôi vợ em đó, đưa bệnh viện đó, giấy đâu? Hay là cần lên công an phường 14 để xin lại hồ sơ đó không? Cần lập cần lên cái đơn đó để kiện lại không? Hỏi nó muốn không? Còn bây giờ thì bọn anh hãy chia sẻ những cái clip này, có thể là bên kia chồng em Long á cũng sẽ nghe, đúng không? Thì nói chung mỗi một người nhận một câu, mà cái sự thật nào cũng có mình đã nói, chứ đừng đưa lên mạng nói người này người kia, nó giống như em để mà ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Và sau này con em lớn và vô tình mà xem những cái clip như vậy đó thì nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều ha. Thì bây giờ cái thứ nhất á, thì bây giờ em đã về rồi thì sắp xếp thời gian để mà đi lo làm cái giấy kết hôn á ha, rồi cái giấy gây sinh và có bảo hiểm cho hai bé, còn nghiệp hai bé. Nhưng mà có trước đó cái xích mất gì không mà thấy ghê vậy em? Em thấy câu chuyện nó rất là phức tạp luôn á. Thì lúc trước thì cũng có xích mất, thì giờ nó cũng dạng xích mất cũng rất là dễ với em, mình cũng phải trả thù vậy thôi. Thì nó có cơ hội sắp đến thì cũng trả thù vậy thôi. Thật em của anh hả? Của du anh hả? Nghe thử đi, đi nói rồi. Alo. Alo. Thì nói vậy đó, hiểu rồi đó. Phải lồ lồ mày con cắt biết nè. Mình tính là cái gì mày từ từ mình giải quyết, mình không giải quyết nữa. Em làm cái chuyện gì cũng vậy, mình phải suy nghĩ. Ở nhà mình có hai người con, thấy không? Con mình mới được có 5 tháng thôi, cho nên mình làm cái hay là mình cái gì đó mình hãy suy nghĩ kỹ và mình giải quyết cái chuyện này xong có đã, cho nó sáng tỏ đi. Thì anh em sẽ sắp xếp như thế nào rồi anh sẽ đi xuống dưới, nếu mà giữa em với của anh ha, nếu mà xuống dưới ba mặt một lời hoặc là kêu Long lên đây gặp cũng được, thì anh em mình làm một lần cho xong cái câu chuyện này để mình có thời gian và mình đi làm mà lo cho hai bé rất là dễ thương. Là mẹ ruột em ha, mẹ ruột em hiện giờ ở đâu? Ở quận 6 luôn hả? Họ có ở gần Long không? Dạ. Cô bác kêu muốn nghe lại cái đoạn của anh ấy nói, nó có đúng không nè? Cô bác coi đi, cô bác.
đó là gương mặt của cái người chồng cũ của Loan. Có vẻ như cái lông này, cái miệng cũng nó rất là lanh nha, rất là lanh. Ừ. Cô bác comment là rất là lanh. Nói chuyện là anh thấy hình như nói chuyện không ngớt luôn á. Ừ. Không có máy. Đó là đủ hai nhân vật. Đủ hai nhân vật đúng không? Ủa sao ông muốn kể một cái nhân vật thứ ba nữa là anh làm nữa? Lấy cháu, cháu là nó nói em là cháu nó mà chưa ăn khẳng định là không có một dòng máu nhó, không có bà con ruột thịt với nó. Cháu là anh này mày nói cho rõ. Nó nói tao là cháu chứ phải tao là cháu nó, mày cứ kêu tao là cháu nó hoài. Thì nó nói là cháu. Thì mày nói nó đó, nói tao là cháu nó nhưng mà tao không phải là cháu nó, mày cần phải nói khẳng định như vậy. Mày cứ nói cháu là anh này, cháu là anh này, người ta sẽ nghĩ tao là cháu nó. Thì nãy giờ anh nói gì đó. Phải nói cho rõ ràng chứ mày nói là dưới chân vậy ta, cháu là anh này. Cô bác coi, cô bác cũng hiểu rồi nè. Cô bác kêu Duy Anh bớt nóng nè. Bây giờ em là hơi nóng, à. Khán giả coi em cũng xin lỗi khán giả luôn, nhưng mà cái em cũng hơi nóng. Ừ. Nhưng mà nó rất là bức xúc với em. Rồi sao? Chuyện có sao rồi, đi lộn nó rồi sao? Nó lên mạng nó nói tao lừa đảo. Không nói lại là bây giờ con nói từ đầu đi. Còn kia nếu mà tâm nó. Cái thằng này nó bắt trả cái thứ đó. Thằng này là thằng nào? Thằng cha, thằng Vũ nè. Thằng Vũ, Vũ Anh hả? Ừ. Vũ Anh nó là sao? Nó bà trận nhất cái shop đó. Bà trận nhất cái shop đó. Chơi phè, ăn phải có tiền, ăn chơi phè khoảng không có biết lượng trước lượng sau gì á. Còn giờ đem hai đứa nhỏ ra thằng để thấy mà mấy chú đi quay YouTube nè, thấy Mạnh Thường Quân thấy giúp đỡ. Á, ăn chơi nó phè khoảng mấy chú đâu có biết được cái hoàn cảnh ở đây đây đâu. Sao cô gần đó luôn hả? Bà chị gần đó chứ tôi không có gần đó. Bà chị bên đây bà mày biết mày điện thoại mày nói đi. Trời ơi, tao thấy tức quá trời luôn không rồi, thấy. Bây giờ cô trình bày lại từ đầu đến cuối đi. Trình bày lại cái nội dung như thế nào, cô có thể chia sẻ lại. À, cô thì không có ở gần nhưng mà bà chị cô là ở gần, hiểu không? Dạ dạ. Hai vợ chồng á là có một mần có 1 đồng ăn tới 10 đồng. Dạ. Nói như đó là chú rồi á, ăn người chỉ ăn chơi không có biết cái người kẻ lớn người nhỏ gì á. Thôi cái đó là khó nói lắm, nó đủ thứ thành phần trong đó đó. Nó đủ thứ thành phần. Không biết cái trước người sau vậy, không có tôn trọng ai á. Có tiền là chỉ biết tăng cán giọng, giờ đem hai đứa con ra đặng mà kiếm tiền đó. Vậy hả? Trời ơi mấy chú ơi, trời ơi tôi coi còn nhiều cái YouTube, trời ơi nhiều đứa bé, trời ơi nó khổ tự tôi coi mà nước mắt chị em tôi, nước mắt nó rớt mà kéo lên không được luôn á. Nhưng mà nghe đứa này nó thấy nghe ở đó người ta cũng nói là nó cũng làm ăn rồi, nó cũng đâu có chơi bời gì đâu. Thì tôi nói vậy thì chú cứ nghe chú giúp đi, chứ gì chú giúp được chú giúp. Thì tôi nói vậy thôi. Mình tôi cũng là hay từ thiện lắm, tôi cũng đi từ thiện giúp cũng bà con đi theo mấy đoàn á. Nhưng yeah. Tôi thấy cái hoàn cảnh này là tôi không có đồng tình gì mấy. Cho nên tôi mới điện chú mà tôi không dám nói nhiều. Không bây giờ cô chia sẻ thì cô cứ chia sẻ đi, có gì đâu. Chia sẻ thì con tôn trọng mà. Con tôn trọng cái lời nói của cô mà. Không có, cô chia sẻ là bao nhiêu đó là đủ rồi. Cô không dám mà để nói nhiều tại vì cô cũng đi theo những cái đoàn mà từ thiện á. Cô thì không có khá giả gì nhưng mà cô đi theo những cô chú anh chị đó đó, đặng mà cô giúp điều gì được, cứ chuyện gì cô cũng giúp phố men các cái thì gì cô cũng làm là nè. Bây giờ ở đó Vũ Anh với hai vợ chồng nó là như thế nào thì cô chia sẻ làm ngắn gọn là nó có làm ăn bây giờ là ngắn gọn là con chú là tài trợ cho hai bé đại vô rất là đủ rồi. Dạ. Bây giờ ngưng còn cái phần tiền còn lại đó, tôi năn nỉ chú, tôi xin chú, tôi không có hưởng gì trong đó hết, nhưng mà đúng mấy rồi, chú đúng để rồi. Kiếm những mảnh đời, còn nhiều mảnh đời nữa, chú hãy giúp cho người ta đi, tôi nói mà nước mắt nó muốn rớt luôn á. Trời, tôi đi thực hiện tôi biết mà còn nhiều mảnh đời khổ lắm chú ơi.
Nhưng mà nhiều bây mảnh giờ nữa. nhưng mà bây giờ Mạnh Thường Quân là người ta ủng hộ cho hai đứa nhỏ cô ơi. Biết rằng mình tạo được thì mình phải lo được, chứ mình đừng có đem hai đứa nhỏ ra mình để Mạnh Thường Quân trời, người ta cũng đã mạnh cực khổ mới có được đồng tiền, mình đừng nên làm như vậy. Tôi nói chú hiểu không? Chẳng qua ví dụ mình không có cái bị chuyện gì, ví dụ hai chồng bị xui rủi, bị có tật nguyền hay cái gì á, lâm vô cái hoàn cảnh mà bế tắc á, như bệnh đau không có tiền bệnh viện hay gì á, thì người ta sẽ ủng hộ mình không nói. Còn cái này mình tạo ra chi mà mình không lo được, để mình đem hai đứa nhỏ mình gán bao nhiêu đó, mình lấy cái đồng tiền đó mình ăn tội cho nó chồng 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 lên nữa đó cháu ơi. Vậy. Tôi nói như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ À. á, thì tụi con thì cũng chỉ là cầu nối thôi, thì Mạnh Thường Quân người ta gửi tiền, người ta đưa cho tụi con, người ta kêu là ở đi mua sữa rồi cho tiền hai đứa nhỏ nó mua bỉm đồ này kia, thì bây giờ tụi con cũng cũng chỉ biết là trao như vậy thôi. Cũng nói chung là cũng cảm ơn cái ý kiến của cô rất là nhiều, nhưng mà con cũng khó xử. Ủa, ở trên thế gian này á, nói vậy là bao nhiêu người cứ lấy nhau có con vậy để nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ hoài ra hay không? À, tôi nói vậy thôi à. À, chứ không lẽ giờ mà người ta cũng đã bằng đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt ra có được thì người ta có tấm lòng Bồ Tát người ta mới giúp đỡ không cho mình, nhưng người một người này thấy như vậy là đứa khác sẽ bắt cầu nối tiếp theo nữa. Ừ, bắt cầu nói như cô coi cái clip mà ở dưới con gì con Út Trân á, trời ơi rồi hả, mà cái mấy nhà mà mạnh như chú nào quay YouTube đâu đặng hả, đồ đạc xin đem gửi hết trên tọt lớp nhà lủng luôn. Ừ, cái thằng nhỏ đó nó nói đây hôm ba mẹ tao lấy cây tọt lớp nhà Trời ơi. lủng tọt gửi hết, đem tủ bàn ghế gửi đằng sau lưng nhà ông ngoại trùm lại kín mít hết. Cái thì chồng nó mới chết nó còn sanh ở trong bệnh viện á, Nhưng nhỏ mà mà bây sanh giờ bảy bảy đứa con con ngắt lời cô tí này. Bây giờ thì Vũ Anh thì nó trước đó nó cũng chia sẻ là nó cũng đi làm ăn mà cô, đâu có gì đâu. á. Ủa nếu đi làm ăn thì vợ nó cũng đi làm ăn, mình còn hai tay hai chân mà, hai tay hai chân nhiều người, người ta còn con còn đông hơn như vậy nữa, còn đông hơn như vậy nữa mà người ta đem ráng người ta đi bán vé số như này kia, người ta còn vẫn nuôi con người ta được, người ta không có cầu cứu Mạnh Thường Quân, người ta không giúp đỡ. Còn em thấy ông hai vợ chồng á mà ăn mặc đồ còn hơn nhà giàu nữa, sắp mình sắp mấy ăn mặc quần jean áo áo rồi cần cần ngồi cơ tỉnh táo không, còn 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 mấy chú đi làm thì trời đội trời mưa đội gió thì mấy chú cũng lặn lội đi tìm đi kiếm giúp đỡ cho người ta, xong rồi người ta có nhớ ơn lại mấy chú không, hay người ta quẹt mỏi như gà á, điện thoại hả lướt qua lướt lại á, mình nghèo đúng giúp cho đúng là nghĩa nghèo. À, chú thấy không đó, chú nhìn mấy chú đang quay cho biết mà. Thôi tôi cũng làm từ thiện, tôi cũng đi giúp đỡ nhiều lắm, thôi Nam Mô A Di Đà Phật tôi không nói nữa, tôi nói nhiêu đó thôi. Thì chú sắp xếp sao chú sắp xếp à, đó tôi cũng không có ăn uống gì trong đó, nhưng mà tôi thấy bức xúc quá thì tôi phải nói thôi. Nhưng mà hồi trước cô thì ở gần đó thì cô thấy Vũ Anh có hay bảo hành vợ không? Không, nói chung là nó cũng không có được độ là bình tĩnh đâu, lưng tưng bình tĩnh, hồi thì nó ấy hồi thì nó cưng nó đậu trên đầu rồi. Mà tại cái con này cũng kỳ cục lắm, nói chung là con này kỳ cục lắm, cái lúc mà người đàn ông người ta dễ chịu người ta tại vì bà chị bây giờ bà kể bà này ông nhà tao cái bà có hai chồng nhỏ đó hai hai hai, hai thằng điên với con khùng bà này ạ. Vậy hả? À. Ừ, mà nói nhiều khi thằng này nói chung là thằng này có hồi thì nói chuyện vợ được, nó thấy vậy làm nư nó muốn trèo đậu gõ nó tự ý là linh tinh lửng tỉnh nha. À. Rồi tạo con ra vậy rồi bắt cộng đồng phải nuôi rồi từ em thấy không, giờ nó ăn mặc quần jean rồi ngồi cô khỏe khoắn không, người ta không có cái xe đạp người ta đi nữa kìa, Mấy bữa đi nữa nó bộ cũng phải đi làm ăn đó cô ơi, mấy bữa nữa Vũ Anh người vợ nó cũng đi làm mà. vậy em, thì cô nói vậy thì con nói giờ thôi cô không nói nữa à, thôi.